xin kính chào tất cả mọi người tôi là michael đường phước lộc chắc quý vị có thể đã nghe nói về cuộc điều tra dân số sẽ diễn ra vào tháng tới tôi xin giới thiệu cho quý vị một số thông tin chính về cuộc điều tra dân số sắp tới đây chúng tôi có một nhóm nhỏ nhân viên hiện đã sẵn sàng tham dự trong phiên trực tuyến này để trả lời những bình luận phía dưới bằng tiếng anh nhưng nếu quý vị muốn nói chuyện với ai đó về cuộc điều tra dân số bằng tiếng việt quý vị có thể gọi dịch vụ phiên dịch và thông dịch TIS National theo số 131 450. Chúng tôi cũng có nhiều thông tin hữu ích bằng tiếng Việt trên trang web của chúng tôi tại www.census.abs.gov.au/vietnamese. Điều này bao gồm video và tờ thông tin đã dịch sẵn. Vậy điều tra dân số là gì? Cứ 5 năm một lần, Cục Thống kê của Chính phủ tại Úc thực hiện một cuộc thống kê mọi người và hộ gia đình ở Úc. Đây được gọi là điều tra dân số, bao gồm những câu hỏi về tuổi tác, sinh ra từ quốc gia nào, tôn giáo, tổ tiên, ngôn ngữ được sử dụng ở nhà, nơi làm việc và giáo dục. Năm nay, điều tra dân số diễn ra vào thứ ba ngày 10 tây tháng 8. Tại sao tổng điều tra dân số lại quan trọng? điều tra dân số được sử dụng để thông báo các quyết định quan trọng về các dịch vụ và hỗ trợ mà tất cả chúng ta sử dụng từ giao thông trường học chăm sóc sức khỏe cơ sở hạ tầng và kinh doanh dữ liệu điều tra dân số nêu bật những thành công và những gì cộng đồng cần trợ giúp để tiếp tục phát triển nó được sử dụng để giúp lập kế hoạch các dịch vụ cho gia đình và cộng đồng của chúng ta ví dụ các thư viện sử dụng dữ liệu điều tra dân số để hiểu ngôn ngữ nào được sử dụng trong cộng đồng địa phương để họ có thể cung cấp sách bằng ngôn ngữ cần thiết cho người đọc. Các siêu thị sử dụng dữ liệu điều tra dân số để hiểu nhu cầu của khách hàng và dự trữ sản phẩm cho họ, bao gồm thực phẩm đem vào Úc từ các quốc gia khác. Vậy những ai cần được đưa vào cuộc tổng điều tra dân số? Điều tra dân số là bắt buộc điều đó có nghĩa là tất cả mọi người ở Úc vào đêm điều tra dân số vào ngày thứ ba 10 tây tháng 8 cần được tính. Điều đó bao gồm chính quý vị, trẻ em sơ sinh và những người khách ngoại quốc hay bè bạn đến thăm và ở lại đêm đó. Thật thú vị, có những cặp vợ chồng mới có con có thể quên đưa bé sơ sinh của họ tính vào điều tra dân số. Quý vị nhớ tính luôn cả em bé sơ sinh của quý vị được biết số lượng trẻ em sơ sinh trong một khu vực có thể giúp cho chính phủ lập các kế hoạch tài trợ cho các trường mầm non nhóm vui chơi cho các bé hoặc các chương trình hỗ trợ sức khỏe cho các bà mẹ thông tin cá nhân mà quý vị cung cấp trong điều tra dân số được pháp luật bảo vệ nó không được chia sẻ với bất cứ cơ quan chính phủ nào khác hoặc bất kỳ ai khác không ai có thể nhận diện được quý vị bởi những thông tin chia sẻ về bản thân hoặc gia đình của quý vị trong điều tra dân số. Làm thế nào để quý vị hoàn thành điều tra dân số? Quý vị có thể hoàn thành điều tra dân số trực tuyến, tức là điền form online hoặc điền form trên giấy hoặc nhờ sự trợ giúp của chúng tôi. Hầu hết các hộ gia đình sẽ nhận được lá thư hướng dẫn để hoàn thành điều tra dân số trực tuyến, tức là điền form online. Trong lá thư này sẽ có ghi mã số census và mật khẩu tạm thời. Hãy truy cập www.census.abs.gov.au sau khi quý vị nhận được lá thư hướng dẫn của chúng tôi vào đầu tháng 8. Tuy nhiên, có một số hộ gia đình sẽ nhận được census form tờ điều tra dân số in trên giấy. Sau khi hoàn tất, hãy gửi lại cho chúng tôi bằng phong bì đã được cung cấp. Ngoài ra, trên tờ census form cũng có những hướng dẫn giúp quý vị nào muốn điền form trực tuyến online chứ không muốn điền form tờ điều tra dân số trên giấy. Nếu hộ gia đình của quý vị được mời tham gia điền form trực tuyến nhưng quý vị muốn điền tờ điều tra dân số trên giấy, quý vị có thể yêu cầu chúng tôi gửi tờ điều tra dân số trên giấy bằng cách gọi cho dịch vụ tự động 24 giờ của chúng tôi qua số 1800 130 250 Quý vị chỉ cần cung cấp 16 chữ số. Đây là mã số census được ghi trong lá thư mà quý vị nhận được qua đường bưu điện. Vậy ước tính thời gian cần bao nhiêu lâu để hoàn tất tất cả những câu hỏi trong tờ điều tra dân số và những hỗ trợ nào có sẵn? Xin thưa, có 65 câu hỏi trong tờ điều tra dân số và trung bình mỗi hộ gia đình mất khoảng 30 phút để hoàn thành tờ điều tra dân số bằng tiếng anh và quý vị sẽ cần phải điền nó bằng tiếng anh chúng tôi biết một số người có thể cảm thấy điều này khó khăn quý vị có thể nhờ người giúp đỡ mà quý vị tin tưởng hoặc sử dụng những hỗ trợ có sẵn của chúng tôi để giúp cho mọi người được tính hết vào cuộc điều tra dân số sắp thực hiện ví dụ chúng tôi sẽ tổ chức những buổi điền thông tin bằng các ngôn ngữ khác nhau bao gồm cả tiếng việt Chúng tôi có các quầy thông tin tại các trung tâm mua sắm và tại các tổ chức cộng đồng trên khắp đất nước. Chúng tôi cũng có thông tin ở các định dạng có thể truy cập, được đặc biệt dành cho những người khiếm thị, khiếm thính hoặc thị lực kém. Quý vị có thể truy cập website điều tra dân số www.abs.gov.au để biết thêm những thông tin cách nhận trợ giúp về điều tra dân số chúng tôi đang luôn theo dõi những lời khuyên từ các cơ quan chức năng của chính phủ chuyên lo về sức khỏe cho người dân và đưa ra những kế hoạch nếu các hạn chế covid-19 sẽ ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận trực tiếp với mọi người một cách tốt nhất để luôn có được thông tin cập nhật là theo dõi và đăng ký trên trang facebook của chúng tôi trước khi kết thúc tôi muốn chia sẻ một số thông tin thú vị về quy mô của cuộc tổng điều tra dân số lần này chúng tôi thuê 38.000 nhân viên tạm thời trên toàn quốc để làm việc trong cộng đồng và vận hành dữ liệu. Nhân viên hiện trường sẽ hoàn thành tổng cộng 2 triệu giờ làm việc. Gần 50% diện tích đất Úc được bao phủ bởi đội ngũ 2.000 nhân viên từ xa của chúng tôi. Thông điệp của chúng tôi cho quý vị là xin vui lòng hoàn thành điều tra dân số của quý vị vào tháng 8 này. Mọi phản hồi đều có giá trị xin hãy nhớ rằng điều tra dân số được sử dụng để giúp lập kế hoạch các dịch vụ quan trọng cho tất cả các cộng đồng của chúng ta cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã tham gia cùng tôi ngày hôm nay để biết thêm về cuộc điều tra dân số một lần nữa nếu quý vị muốn biết thông tin bằng tiếng việt vui lòng truy cập website www.census.abs gov au vietnamese Xin kính chúc quý vị một buổi tối an lành.